Trần Phong mến chào tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình vô đề sáng chủ nhật và bây giờ là 7 giờ sáng giờ của California, tức là 9 giờ sáng giờ của Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như từng lệ, mỗi sáng Chủ nhật cũng tương tự như là sáng thứ bảy chúng ta có chương trình vô đề, tức là đề tài mà quý vị có thể đưa ra và chúng ta cùng nhau thảo luận trước khi đi vào chương trình vô đề. Vẫn là cái thông báo của Phong. Thứ nhất là cái channel mới đang có đầy đủ những cái bản tin mỗi ngày của Phong. Quý vị nào chưa xem những bản tin thì có thể bấm vào cái logo của channel mới à, ngay nằm trên ngay trên cái channel cũ. Và thứ hai là nhờ quý vị à share ra dùm cho bạn bè ở khắp nơi biết được cái chương trình của Phong ở bên channel mới bởi vì channel cũ nhiều khi up lên không thấy và livestream xong nó bị biến mất luôn. Đó là thứ nhất, thứ hai nữa là chương trình chúc Tết cho khán giả ở khắp nơi À, chúng tôi đã nhận được mấy chục cái clip rồi hy vọng quý vị vẫn tiếp tục gửi về để chúng tôi có thể lựa ra và à, gửi lên à, chúc Tết trong cái đêm 30 Tết à, tức là cái đêm mà giao thừa và quý vị thâu khoảng 30 giây tới 60 giây trước khi nói lời chúc Tết nhớ nói cái tên của mình và quốc gia đang cư ngụ để à, mọi người biết được là ai và chúng tôi sẽ trình chiếu trong cái đêm 30 Tết đó là cái à, thông báo của Phong và cảm ơn tất cả những khán giả À, mấy chục người đã gửi clip về cho chúng tôi và chúng tôi đã download xuống rồi và đang sắp xếp chương trình đó là một trong những cái uh, thông báo của Phong rồi bây giờ chúng ta bước qua cái phần à, uh, mỗi ngày của chúng ta đầu tiên hết ở okay, cái uh, uh, anh Phong từng làm chuyển tin và uh, chuyển âm phim bộ sau đó làm tin tức và lĩnh vực nào cũng làm được hết vậy anh có thể share phương pháp nào khiến anh phản ứng nhanh như thích ứng nhanh như vậy thật sự quý vị từng bước một ngành chuyển âm không phải nhanh đâu tôi ra là có tôi có cái chương trình đặc biệt tôi nói về cái ngành này rồi vô là hai năm đầu tôi không thể nói vai tránh được hầu như những người làm nghề chuyển âm đó bước vào hai năm đầu quý vị không nói về vai tránh được là bởi vì cái cách phát âm của mình chưa có đủ chưa có đủ chắc mình phải cần ít nhất mà làm trong một hai năm đó thì lúc đó cái giọng nó mới chắc và khi phát âm ra chữ nó mới chắc thì lúc đó mới có thể đảm nhiệm được vai tránh và thứ hai là biết được cái âm điệu từ cái âm điệu của từng cái vai một thì lúc đó chúng ta mới có thể nói về tránh được không phải là một sớm một chiều là được. Còn bên tin tức là làm truyền thông đó thì tôi vô nghề truyền thông từ năm 1994, khởi đi là một kỹ thuật viên rồi sau đó thì là sướng ngôn viên truyền hình, rồi sướng ngôn viên của radio rồi sau đó viết báo. Thì cái nghề truyền thông đó nó khác lại với lại tất cả các, các nghề khác, nó có nhiều thách thức hơn. Do đó, muốn th muốn phải uh, lăn vào nghề là phải học hỏi. Cái thích, cái hay nhất là học hỏi và học từ những cái uh, cách làm việc cho tới học tới cái, cái cách mà đưa tin rồi cho tới lúc mà viết tin những cái đó là cần phải à, mất thời gian chứ không phải là một sớm một chiều là thích ứng nhanh được đâu nha quý vị nha rồi tiếp tục vào wow. <laughs> dạo gần đây không thấy chuyên đề văn học sử thi ca luận phím không biết con có bỏ lỡ thông báo không có chú không có thực hiện là bởi vì à, trong ngày thứ bảy bây giờ chú dồn cho cái chương trình của phượng mai nhiều cho nên tạm thời gác lại cái chương trình này Tại vì à, bên Phượng Mai Official sẽ có nhiều chương trình nằm được sản xuất thay vì chương trình live stream. Những chương trình nằm đó là những cái phim ngắn, những cái à, trích đoạn cải lương, hậu quản và những cái vở kịch à, thay thế. Vậy là hơn gần 2 năm quý vị xem là những chương trình nhạc. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu mở cái sân mới. Do đó chú cần có thời gian để mà chuẩn bị cho tất cả các cái chương trình của Phượng Mai Official. Nên là cái chương trình văn học sử thi ca luận phím tạm thời gác lại và sau này chúng ta sẽ nói đến nó bằng những cái hình ảnh nhiều hơn là bằng ngôn ngữ nha. Rồi tiếp tục vào wow. anh phong tại sao California cho hút cần sa đơn giản do người dân muốn. Thế đó họ đưa ra trưng cầu dân ý trong cuộc bỏ phiếu. Thì bây giờ dân California đồng ý chuyện này thì họ cho thôi chứ sao bây giờ ý niệm là do một một hai người đưa ra và dân biểu và thống đốc đưa ra. Rồi nhưng mà họ không thể quyết định được và dân California bỏ phiếu đơn giản vậy thôi nha. Rồi tiếp tục Wow Lướt ra à, à, Lướt ra khá nhiều ha Ok à. Rồi theo anh ông Joe Machine có gia nhập đảng Cộng hòa không anh Phong? Tôi cũng chưa biết được tại vì cái đà cái tiểu bang của ông bây giờ là Red. Tức là nếu mà ông ta duy trì bên lá phiếu bên đảng dân chủ thì ông ta sẽ bị thách thức bởi các lá phiếu của đảng Cộng hòa. Do đó thì nó cũng nguy hiểm cho ông ta. Tuy nhiên thì ông là một người gắn liền rất lâu năm với đảng dân chủ và ông có tinh thần ôn hòa thì tôi vẫn chưa biết được tuy nhiên nếu mà đảng dân chủ tiếp tục ép tới thì có thể ông sẽ đưa ra cái quyết định rời khỏi đảng dân chủ còn gia nhập đảng cộng hòa hay không chưa biết nha quý vị có thể ông sẽ chọn một cái khuynh hướng độc lập thay vì vào đảng cộng hòa ông chọn khuynh hướng độc lập có thể xảy ra trường hợp này nha rồi tiếp tục vào wow. à uh... Rồi lướt qua, ok. NATO không chấp nhận sẽ không mở rộng. À, việc sẽ không mở rộng về phía đông theo yêu cầu của Nga, liệu Nga tấn công Ukraine trong thời gian tới không anh? NATO không chấp nhận nhưng mà NATO cũng đồng ý là chưa chắc đã kết nạp Ukraine. Đây là cái quyết định của NATO. Tức là họ không chấp nhận bất kỳ một cái đòi hỏi nào của quốc gia ngoài NATO áp lực NATO phải làm điều gì. Đó là cái principle nhiều hơn. Còn cái vấn đề mà họ quyết định trong giai đoạn này có cho Ukraine gia nhập hay không lại là một chuyện khác. Theo tôi biết thì có thể rằng là họ đi tới quyết định đó. Tức là vẫn không chấp nhận cái yêu cầu của Nga. Nhưng đồng thời cũng sẽ không kết nạp Ukraine trong cái giai đoạn này nha. Rồi tiếp tục. à Tên Sài Gòn chính thức từ thời nhà Nguyễn Hải Chú Phòng. Không, no. tên Sài Gòn đã có khoảng 300 năm. Hơn 300 năm. Lúc đó cái tên thật sự của nó là Sài Gòn nhưng mà sau đó người Pháp thì hơi khó phát âm cho nên thành qua thành Sài Gòn thì nó đã có hơn nó có hơn 300 năm rồi nha. Rồi tiếp tục à Rồi cái nào đọc xong rồi thì à, thôi thôi nha. À bạn có thể nói về Hồng Kông mà à, mà bà Từ Hy Thái hậu ký với anh như thế nào? Là ký thuê mướn, lúc đó không phải là ký thuê mướn Hồng Kông sau khi mà triều đình Mãn Thanh bị thất bại lần thứ hai trong cuộc tấn công của bác đại liên quân thì lúc đó anh đã thuê khu vực Tân Giới 99 năm và lúc đó là bà bà ta bị ép buộc tại vì anh đang cần một mảnh đất ở khu vực Á Châu để mà thiết lập những cái bến cảng à, giao dịch giữa anh qua tới à, Á Châu. Thì lúc đó bà Từ Hy Thái hậu và triều đình Mãn Thanh đã phải ký xuống và trong thuê mướn chính thức là khu Tân Giới chứ không phải Hồng Kông. Nhưng mà sau này họ gọp chung thành chữ Hương Cảng, mà bây giờ chúng ta gọi là Hồng Kông đó, thì chính ra cái khu vực Tân Giới là nằm sát biên giới Quảng Châu. Còn cái vùng đất kế đó, thì là cái vùng đất Hương Cảng thì nó lại không nằm trong Tân Giới. Do đó nếu bây giờ mà xét lại đó, thì chính ra Triều Đình Bản Thành chỉ cho thuê mướn khu Tân Giới mà thôi nha. Rồi, à, vụ xuất cái vụ trái cây xuất khẩu ở biên giới phía Bắc lại rơi vào tình trạng à, giải cứu tiếp tục. À, để đây hay là phải đổ rác tiếp. Thật sự tôi có một cái bài Houston nhật ký nói về giải giải phóng và giải cứu thì tôi đã có giải thích rất rõ ràng. Tuy nhiên ở đây cũng trả lời với quý vị là đây là kết quả của cái việc mà lệ thuộc vào một thị trường xuất cảng là như vậy. Khi người ta đóng cửa là toàn bộ sẽ bị chết đứng hết. Cộng sản Việt Nam bởi vì bị giới hạn xuất cảng các mặt hàng nông hải sản ra bên ngoài do đó họ chỉ tập trung và họ ý vào có cái thị trường của à, trung quốc chống lưng cho họ bây giờ trung quốc cấm một cái là chết tươi tại chỗ thì cái điều này là chắc chắn là bởi vì trung quốc nắm cán rồi do đó cái này là một bài học rất lớn cho người việt nam hiểu rõ muốn giữ được cái thị trường của mình là phải mở rộng thị trường ở nhiều quốc gia mà muốn mở rộng ở nhiều quốc gia thì phải tuân thủ cái quy tắc chung của cộng đồng quốc tế mà quy tắc chung của cộng đồng quốc tế là phải có những cái quy định trong đó còn có thứ nhất là cái quyền tờ, à, về à, tự do lập cái à, nghiệp đoàn độc lập không có liên can tới chính phủ không bị một cái đảng phái nào chi phối thứ hai là phải có một nền tư pháp độc lập hai điều kiện tiên quyết để có thể bán được hàng ra bên ngoài thế giới cộng sản việt nam bởi vì không muốn cho thành lập ngọc nghiệp đoàn à, độc lập và cũng không muốn có một cái nền tư pháp độc lập cho nên họ bị giới hạn và bây giờ họ ý là họ có thị trường Trung Quốc, họ vẫn tiêu thụ được hàng. Cho nên họ không quan tâm. Giờ đây thì bây giờ Trung Quốc phạt một cái là bây giờ chết đứng đó nha. Yeah. Rồi tiếp tục à Wow. Việt Nam trước 75 và hải ngoại sau 75 có bất kỳ một bài hát Phật giáo nào không? Em chỉ thấy nhạc thánh ca thiên Chúa có chứ. Bản uh, Phật giáo có một bài riêng của họ và uh luôn phát trong những cái chương trình mà lúc mà chúng ta có cái thủ tục mà nghi lễ chào Quốc kỳ thì sau khi chào Quốc kỳ Hoa Kỳ Quốc kỳ Việt Nam xong thì có cái bản riêng của Phật giáo nữa nha yeah. rồi tiếp tục à em nghe ông bà nói dùng từ tiếp thư thay cho từ của giờ cờ của gì tiếp thu à, thay để thay cho từ giải phóng nói về biến cố ngày 1975 tiếp thu là nghĩa gì à, anh phong câu này thực ra đó là của cộng sản chứ không phải của việt nam của người miền nam là lúc đó là nguyễn tấn dũng khi mà nói về cái quần đảo hoàng sa trường sa ở tại đà nẵng thì nguyễn tấn dũng mới nói là lúc đó nguyễn tấn dũng biết được rằng cái tính chất hợp pháp là từ phía của việt nam cộng hòa cho nên ông ta phát biểu rằng là đảng cộng sản tiếp thu cái quyền quản trị miền Nam từ Tây của chế độ cũ. Họ không hề tiếp thu, họ cưỡng bức và họ họ áp đặt và họ à, cưỡng chiếm thì đúng hơn. Cho đó, Nguyễn Tấn Dũng muốn dùng cái từ nhẹ nhàng nên mới dùng chữ tiếp thu. Đó là cái câu nói của Nguyễn Tấn Dũng ở Đà Nẵng lúc ông ta còn là thủ tướng nha. Rồi tiếp tục. À, em làm lương tháng khoảng 500 năm Mỹ Kim. À, ẩm ở gì đây? đủ sống à, đang đào đà pi network định để dành sau này sang mỹ thăm anh vậy anh nói về pi network tiêu cực hờ, buồn của anh thì à, anh nói thẳng với em luôn bây giờ đồng pi có cho em một đồng cắt nào chưa chưa em có lấy cái tiền của pi em đào để mà xài được ở ngoài cuộc sống chưa chưa luôn có nghĩa là anh nói với em rồi em muốn em muốn tổ, em tốn thời gian cho cái đó vô ích em dành thời gian đó em đi làm cái job thứ hai thì cái đồng tiền đó nó còn chắc ăn hơn nha còn cái PI Network là anh nói với em rồi là nói một cái gì đó rất là ảo. Bởi vì thực tế những người đào tiền điện tử họ phải có đầu tư. Chứ không có cái, cái kiểu mà tay không bắt giặt. Anh đã nói rồi nha. Rồi tiếp tục. À, wow. À, hôm nay các bạn vô nhiều đề tài khác nhau quá nha. Ok. À, cho tôi ra lại chút xíu nếu không là coi như là mất luôn cái cái comment của các bạn. Ok. Vương nghĩ đi thăm Sri Lanka nước này sắp vỡ nợ là có ý đồ xấu là bởi vì ông ta muốn đạt cái thỏa thuận là giảm nợ hoặc là à, gia, gia hạn món nợ với điều kiện Sri Lanka phải đáp ứng một số yêu cầu của Cộng sản Trung Quốc, đơn giản vậy thôi quý vị, tại vì ông ta đang muốn Trung Quốc đang muốn nhấn cái bàn cái bàn chân của họ qua khu vực của Ấn Độ Dương nha em thấy một số tuần cải lương và ca khúc ngày xưa có chữ đăng trình đăng trình tức là cái cái cái, 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 cái chuẩn bị cho một cái cuộc hành hành trình mới một cái cuộc à, 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 nó gọi là một cái cuộc phiêu lưu mới nó gọi là đăng trình nha rồi bên đảng dân chủ đang bày rất nhiều trò à, bẩn, theo anh phong đảng cộng hòa năm 22 có thắng nổi không trên nguyên tắc thì tôi biết được là đảng Dân Chủ đã đã không còn cửa cho nên họ phải thúc đẩy cái dự luật bầu cử mà họ đang cố tình muốn thông qua nhưng bị block bởi cái quy tắc filibuster ở sàn Thượng viện. Thì nếu mà thay đổi luật luật bầu cử theo cái ý của họ đó thì có khả năng họ sẽ chiếm được rất nhiều phiếu bởi vì cái phiếu đó chúng ta không kiểm soát được nhưng mà đảng cộng hòa đã đã kiểm soát chặt chẽ bằng chứng là chúng ta đã thắng được trong cái Virginia và kể cả New Jersey vừa rồi tức là chúng ta biết được cái gốc nằm ở đâu rồi cái gốc vấn đề nằm ở đâu rồi tôi đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần nha chưa chắc đảng dân chủ đã làm được và nếu không thông qua được cái dự luật bầu cử thì đảng dân chủ sẽ không còn cách nào khác hết ok họ muốn thông qua dự luật bầu cử để mà nắm trong tay chính quyền liên bang cái thao túng nhiều hơn trong cái luật bầu cử một điều mà không không thể làm được. Bây giờ cái điều họ muốn là thông qua nhưng mà muốn thông qua thì phải có phải đa, phải đúng cái quy tắc của sàn thượng viện là 60 lá phiếu. Họ không huy động được thêm lá phiếu nào của Đảng Cộng hòa. Do đó bây giờ ông Chuck Schumer tức là ông uh, chủ tịch khối đa số, ông ta muốn hủy bỏ cái filibuster. Thì muốn hủy bỏ cái filibuster này á chỉ cần 51 phiếu là hủy bỏ được. Bây giờ Đảng dân chủ 50, Đảng Cộng hòa 50. Nhưng đáng tiếc đảng Dân Chủ có hai người không đồng ý hiểu hủy bỏ cái filibuster là bà Kristen Sinema và ông Joe Machine. Cho nên bây giờ họ đang tìm cách áp lực hai người này rất là nhiều nha. Yeah. Rồi tiếp tục. À... Wow. À... Trước năm 1975 ở Việt Nam Hòa có bao nhiêu đảng? Rất nhiều. Đếm không hết đâu nhớ không nhớ không nổi đâu. À, theo lúc đó có một số những đảng phái là đi theo cái khuynh hướng tự do, có một số đảng phái vẫn bảo trợ về cái giá trị cũ, có một số đảng phái lại là có khuynh hướng tôn giáo. Trước năm 75 có rất nhiều đảng nha. Rồi à Anh Phong có thể tiên tri năm 2022, 22 Đảng Cộng hòa lấy lại lượng viện không ạ? À? Tôi không biết được xu thế bây giờ rất là tốt nhưng mà tôi vẫn không biết được là họ lấy được lưỡng viện hay không nhưng mà chắc chắn là họ lấy được mà một trong lưỡng viện là bởi vì không phải là vấn đề của cái gia cái cục thế bây giờ mà là do người dân Mỹ muốn quân bình quyền lực của đảng cộng hòa cầm quyền do đó họ sẽ giao ít nhất một trong lưỡng viện lại cho phía của đảng đối lập đó là cái cách của dân Mỹ sau hai năm à, có vị Tân tổng thống thường thường dân Mỹ là như vậy tuy nhiên thì à, À, có thể đảng cộng hòa sẽ may mắn và có và nếu mà họ đi đúng chiến lược thì họ có thể nắm được lưỡng viện nha việc á bị khu có liên quan tới vụ trận container ở biên giới của anh phong nộp no. Trận container ở biên giới là liên quan tới việc mà Cộng sản Việt Nam đã từ chối không tiếp tục đối thoại trong cái COC, tức là cái Code of Conduct, là cái à, cái à, quy ước à, ứng xử trên Biển Đông. À, theo ngôn, ngôn ngữ dịch của cộng sản quy ước hay là quy tắc ứng xử trên biển đông cộng sản trung quốc muốn à, ký với các quốc gia đông nam á về cái quy tắc coc để loại trừ cái vai trò của hoa kỳ ra khỏi khu vực này thì trong đó thì bây giờ malaysia hay là indonesia kể cả philippines đã chống đối thì bây giờ tới phiên việt nam đã lên tiếng cộng sản việt nam lên tiếng và nói rằng cần phải thảo luận lại cái coc chính vì vậy ở bắc kinh đã gọi là tức giận cho nên trừng phạt trước nha rồi tiếp tục à, Con nghĩ Trung Quốc đợi Nga đánh Ukraine để làm khó Mỹ và yêu Trung Quốc có động uh, động thái với Đài Loan Trung Quốc Nga ngoài mặt lên tiếng cho nhau nhưng không thân nhau Cái đầu cái cái, cái vế sau của con thì đúng nhưng cái vế đầu thì Bắc Kinh không có thời gian chờ đợi Tập Cận Bình không có thời gian chờ đợi Bởi vì Tập Cận Bình cần phải chứng minh cụ thể là ông ta thống nhất Đài Loan hay là có cái uh, khuynh hướng thống nhất Đài Loan một cách cụ thể rõ ràng và cái cuộc bầu bán của Trung Quốc sẽ diễn ra vào tháng 4, tháng 5. Do đó ông ta không còn thời gian để chờ đợi Ukraine. Tôi không nghĩ như vậy. Vấn đề họ không phải chờ đợi lẫn nhau mà họ vấn đề ở Tập cân Bình phải đánh giá là cái mục tiêu nào để ông ta chứng minh được là ông ta sẽ vẫn tiếp tục duy trì cái việc thống nhất Đài Loan theo cái quan điểm của đảng Cộng sản. Thì tôi nghĩ rằng là chưa biết được đôi bên sẽ có những cái bên phía Âu Châu thì tôi nghĩ rằng họ sẽ giảm đi. Tại vì phiên họp vào ngày thứ hai, tức là cái ngày của các đồng minh NATO nhóm họp và Hoa Kỳ với đồng minh NATO nhóm họp thì ngày thứ tư, tức là ngày 12 tây đó, là phía, phía của uh, NATO và Nga nhóm họp. Do đó tôi nghĩ rằng họ sẽ đưa ra được cái giải pháp để tạm thời không có gây căng thẳng ở khu vực. Nhưng mà trường hợp của Đài Loan thì lại khác. Tập cận mình đang ở thế là phải chứng minh cho nên tôi vẫn chưa biết được là cái khu vực nào sẽ là cái khu vực à, nóng nha rồi tiếp tục à... tại sao obama đã về vườn mà cứ xen vào chuyện à, chùa của chính quyền và no. nó tất cả các đời tổng thống dân chủ từ thời của jimmy carter qua tới bill clinton rồi tới obama tất cả đã tổng thống của đảng dân chủ đều tìm cách sử dụng cái quy thế của mình để xây dựng cái quyền lực của đảng còn ngược lại các tổng thống của đảng cộng hòa ngoại trừ ông trump ra sau khi mà họ hết nhiệm kỳ là họ lui về ở ẩn, họ không có xuất hiện trước công chúng từ ông Reagan cho tới Bush cha, cha rồi tới Bush con, đa số họ để lui về ở ẩn duy có ông Trump là tại vì bởi vì cái ông nhận thấy cái yếu của đảng cộng hòa và ông có cái tấm lòng muốn ta thúc đẩy tạo lại cái thế lực mạnh cho đảng cộng hòa và những người bảo thủ và bảo hiến do đó ông mới tiếp tục hoạt động còn đa số đảng dân chủ từ Bill Clinton, Obama cho tới trước đó là Jimmy Carter đều tất cả đều sau khi rời khỏi cái cái chức vụ tổng thống, họ đều dùng cái quy thế để vun đắp cho cái thế lực của đảng và thực hiện những cái gì mà họ chưa thực hiện trong trong 8 năm của họ nha. Rồi chào anh Phong, nếu cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ sản xuất thời trang mang logo nền vàng ba sọc đỏ theo anh cộng sản có cấm người Việt mặc không? thứ nhất là không những là cái cờ vàng ba sọc đỏ nó là cái vấn đề nhạy cảm với cộng sản việt nam ngay cả những sản phẩm không dính lên dính liêu tới chính trị cũng không được phép à, bán trực tiếp tại việt nam nữa đối với cộng đồng người việt người mỹ gốc việt cộng sản không để cho bất cứ một cái sản phẩm nào do người mỹ gốc việt sản xuất tại đây mà được phát hành ở trong việt nam họ muốn thì phải vô việt nam pha, à, sản xuất thì cộng sản việt nam cho bằng chứng là quý vị những trung tâm như là trung tâm của Vân Sơn, cháu của Nguyễn Tấn Dũng đó có quyền vào Việt Nam làm ăn và có thể uh, tổ chức show và có thể phát hành và có thể uh, uh, sản xuất những sản phẩm trong đó. Nhưng những sản phẩm của Vân Sơn mà sản xuất ở bên ngoài Việt Nam đó, mà thời gian trước mà Vân Sơn mà tổ uh, sản xuất một cái số những cái chương trình hài ở ngoài hải ngoại đó vô thưởng vô phạt đó, mà nó còn không cấp cho giấy phép được uh, uh, phát hành trong Việt Nam nữa thì đừng nói tới những sản phẩm mà mang tính chất gọi là nhạy cảm này. Do đó đến quý vị đừng có đừng có nằm mơ cái kiểu mà gọi là cộng sản sẽ cho nhập cảng những cái những cái mặt hàng ở hạng do người Việt hải ngoại ở uh, sản xuất nha, từ sách báo nè cho tới những cái sản phẩm về giải trí nè là không bao giờ chứ đừng có nói tới cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đó nữa nha. Rồi tiếp tục à Cách đây 20 năm cựu tổng thống Donald Trump có tham gia show giải trí của WWE phải không các? Yeah. Ổng là người đầu tư tại lúc đó ổng đang à, có cái à, khách sạn mới ở tại Las Vegas là cái là cái Trump Tower ở La, ở Las Vegas thì do đó ổng có tài trợ và có à, tổ chức một số những cái giải WWE. Cái điều đó là cái điều mà chúng ta thấy được. Nhưng mà quý vị thấy hay không? Khi ông trở thành tổng thống tất cả những cái video mà ông tham gia vào các cái chương trình giải trí ngày xưa đó không hề có trên mặt trên thị trường. Tức là các cái công các cái công ty họ đã có cái thỏa thuận với chính phủ Hoa Kỳ khi một cá nhân đó được đưa lên trên à, được cái nắm trong quyền trong cái tòa Bạch ốc đó thì tất cả những cái video đó đều không có. Trong 4 năm mà quý vị thấy tổng thống Trump làm tổng thống đó thì ít rất ít có những cái video nào như tương tự như vậy lọt ra thị trường nhưng mà trước khi ông làm tổng thống là ông là một người rất là nổi tiếng ở trong giới giải trí và giới truyền hình ông có rất nhiều những cái show ở trên truyền hình kể cả những cái show mà à, nổi tiếng ở đài nbc ngày xưa đó thì quý vị cái điều đặc biệt là nằm ngay chỗ đó nha rồi tiếp tục à, okay, à... Anh có tin nổi không mấy hôm nay tôi qua khu biệt thự à, Sala à, giá giá bị thổi lên đến 200 tỷ trong khi khu Thảo Điền chỉ có không quá 130 tỷ mà diện tích gấp đôi. Cái chuyện mà thổi giá đó tôi đã có phân tích cho quý vị rất rõ ràng trong cái hưu tin nhật ký rồi. Đó là trò thổi giá một cách một cách vô tội vạ để những cái tên sân sau đó cuối cùng thổi giá lên là những ai hưởng lợi đây những công ty địa ốc mà gọi là sân sâu của những kẻ cai trị ở cấp cao của chính trị đó nó hưởng lại hết rồi vừa rồi tôi thấy là bây giờ cái vụ ở thủ thiêm đó nó ra lệnh cho bốn công ty trúng thầu đó là trong vòng 30 ngày phải nộp phân nửa số tiền đó để tôi xem coi những công ty này đào đâu ra số tiền lớn như vậy để nộp còn nếu không sẽ bị mất đi cái cái hợp đồng đó trong vòng 90 ngày là phải giao lại số tiền còn lại có một công ty hình như là bị phải đóng toàn bộ trong vòng 90 ngày đó 30 ngày là nửa số tiền 90 ngày là trọn số tiền đó 24.000 tỷ 24.000 tỷ cái vị nhân lên 24.000 tỷ bây giờ làm sao trong nhà băng có độ có đủ số tiền này và ngân hàng nào tài trợ để mà deposit vô thì quý vị thấy rồi đó nha cái trò thổi giá địa ốc này đó những quốc gia dân chủ đã đã trải qua 3-40 năm trước rồi ba bốn năm trước rồi bây giờ cộng sản đi theo cái 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 cái, cái phương thức này thôi ngày xưa bóng bóng đi ốc đã từng khiến cho đài loan trở thành mắt mỏ nhật bản là đứng đầu thế giới luôn ba bốn ba bốn chục năm trước cho tới bây giờ giá cả của tokyo vẫn là mắc nhất nhì thế giới đó thì quý vị thấy rồi đó ok và cuối cùng là gì quý vị nó phải căn cứ vào trong cái uh, việc làm cái môi trường sống và cái mức độ tội ác an toàn xung quanh để coi cái giá trị của miếng đất đó. Bây giờ nó thi nhau, nó thổi giá cái kiểu này. Nó thổi giá mà không căn cứ vào bất kỳ một cái căn bản nào hết. Thì quý vị biết rồi, nha ai mua nổi. Rồi tiếp tục. À, wow. Ok, à... Y và nó tôi lợi dụng Mỹ khi có lợi và đổ lỗi cho Mỹ khi thất bại. Cho nên tôi mới nói quý vị Chúng ta phải định nghĩa là chỉ đồng minh Đồng minh đúng nghĩa theo tôi đó Là chỉ có Do Thái với Nhật Bản Do Thái, Nhật Bản và Anh Ba quốc gia này là ba quốc gia đồng nghĩa đúng mức Và đồng nghĩa theo đúng cái nghĩa của một đồng minh Hoa Kỳ Còn đám Pháp, Đức, đám Ý, đám Liên Hiệp Âu Châu đó quý vị Họ chỉ đồng minh trên danh nghĩa thôi Họ không có thực họ không có một cái một tôi gọi là họ không có một cái lòng trung thủy với đồng minh bằng chứng là quý vị tất cả các cuộc chiến trên thế giới thì nếu mà xảy ra ở khu vực trung ở trung đông và khu vực của âu châu đó anh luôn sát cánh với hoa kỳ anh luôn sát cánh với hoa kỳ từ cuộc chiến ở afghanistan đầu tiên rồi sau đó cuộc chiến ở iraq rồi cuộc chiến ở syria rồi cuộc chiến ở khu vực à, à, phi châu thì lúc nào anh cũng có mặt chung với hoa kỳ Riêng ở Trung Đông thì Do Thái luôn đứng chung với Hoa Kỳ, hỗ trợ hết mình cho Hoa Kỳ. Thì quý vị, rồi bây giờ tới Nhật Bản ở Á Châu, bất kỳ một cái điều kiện nào của Hoa Kỳ đưa ra, Nhật Bản cũng đồng ý. Thì quý vị thấy đi, đó mới là nghĩa của đồng minh. Còn đám Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha miệng nói là đồng minh của Hoa Kỳ, nằm trong liên minh NATO. Nhưng quý vị coi đi, họ làm cái gì để mà chứng minh họ là một đồng minh tốt của Hoa Kỳ đây? Nha, rồi tiếp tục à... Wow à... Anh Phong và anh Việt Thảo có nghịch với nhau nốt Ảnh thì lâu rồi tôi không gặp ảnh Ảnh về Ảnh à... cũng về Hilton nhưng mà ảnh ở khu vực của à... À, Cái gì Katy, Ảnh mở tiệm phở trên đó mà tôi ở dưới Hilton Là từ chỗ tôi mà lái lên xe Lái xe lên chỗ ảnh á là mất khoảng nửa tiếng tới 45 phút, mà tôi vẫn chưa có dịp lên để ăn ủng hộ ta phở cho cái tiệm của ảnh nữa Chưa có dịp lên nữa, mấy lần qua Hilton là bận rộn liên tục luôn, không có dịp lên nữa Đợt này nghỉ ngơi chút xíu, nếu mà qua Tết rồi đó Về Hilton nghỉ ngơi một vài tháng đó, với làm việc nhà sản xuất một số nội dung bên Hilton đó Thì có lẽ tôi sẽ ghé thăm cái tiệm phở của anh Việt Thảo Tại vì ảnh giàu sao đi nữa là đàn anh của tôi trong cái ngành lồng tiếng yeah. Rồi tiếp tục à Wow. À, wow, các bạn vào khá nhiều nha. Rồi, à, lúc qua, ok. Tin tình báo quân sự của China có mạnh không anh? Và công ty quân sự của quân nhân Hoa Kỳ có tham gia trận chiến của các công ty tư nhân, quân sự tư nhân quân Hoa Kỳ làm gì có công ty quân sự tư nhân? Không hề có. Ngày xưa chúng ta đã từng có những bao tiền. Bao là những cái người mà đi săn. Đi săn những tên tội phạm dùm cho chính phủ là chính phủ trả tiền cho họ ngày xưa trong cái thời nó gọi là World Wide West cái thời mà lúc mà phát triển cái vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ qua phía Tây đó thì lúc đó có những tên tội phạm à, phạm tội và họ trốn ở trong cái khu vực World Wide West là cái khu vực mà chưa có luật lệ rõ ràng đó thì lúc đó đó là lực lượng cảnh sát liên bang của Hoa Kỳ không chi phối nổi cho nên họ mới đặt ra cái phần thưởng mướn những cái mướn những bounty để mà bao tiên tức là những cái người đi săn đó, săn lùng những kẻ tra, à, tội phạm đó để mà lãnh thưởng thì ngày xưa có. Còn bây giờ không có một cái tổ chức dân quân sự nào gọi là à, tư nhân ở Hoa Kỳ cả. Họ có sau có một số những à, có một số những cựu chiến binh Hoa Kỳ sau khi mà họ giải ngũ xong thì họ tổ chức những cái tổ những cái công ty về ngành an ninh tức là bảo vệ an ninh hay là bảo vệ an ninh cho yếu nhân tức là bảo gai hay là bảo vệ an ninh bình thường hoặc là họ tổ chức những cái uh, cuộc gọi là thăm dò tin tức tình báo để họ bán tin đó qua cho chính phủ hay những nơi khác thì có nhưng mà không có quân đội tư nhân nước mỹ không hề có quân đội tư nhân quân đội là của chính phủ nước mỹ không có quân đội tư nhân có những tổ chức về tư nhân họ thu lượm tin tức tình báo để họ bán hoặc là đi những tổ chức mà đi cứu người tức là họ hoạt động ở bên ngoài nước mỹ là họ đi cứu những cái con tin bị bắt giữ mà những lúc mà chính phủ mỹ không thể ra tay được hoặc là bị vấn đề gì đó thì chính phủ mỹ có thể treo giải thưởng hoặc là thuê mướn những cái để cho những một số những cái tổ chức ở bên ngoài họ hoạt động chứ nước mỹ đâu có quân đội tư nhân đâu nha yeah, ok rồi tiếp tục à... Ok à... Cờ vàng ba sọc đỏ mới là quốc tế công nhận của Liên minh Thế giới Còn cờ đỏ sao vàng là một trong những ngôi sao thành lập Trung Quốc Để ra không có giá trị Liên minh Thế giới công nhận Thì Nhưng mà bây giờ cái cờ đỏ sao vàng đó nó vẫn bay ở trên Liên Hiệp Quốc Mặc dù cái chúng ta xem cái lá cờ đó là bất hợp pháp Thứ nhất nó chưa được người dân chọn Thứ hai là chưa bao giờ nó đại diện cho cả miền Nam Việt Nam tức là thể chế Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Có điều, quý vị, cái cơ chế liên quốc tôi đã nói rồi, nó là nó là bại liệt mấy chục năm nay rồi. Vấn đề ở chỗ là bây giờ nó vẫn treo lá cờ Cộng sản trên đó. Thực tế là như vậy. Do đó, chúng ta không có một cái lá cờ biểu tượng riêng, chúng ta có cái biểu tượng riêng của cộng đồng. Bởi vì chúng ta không còn quốc không còn cái uh, guồng máy của một quốc gia nữa. Nó khác nhau chỗ này nha. Rồi, cảm ơn cái người bạn nào đây. À... TMS đang đóng góp 5 Mỹ Kim Hôm nay Chủ nhật mời anh ly cà phê buổi sáng Cảm ơn rất là nhiều Rồi tiếp tục Tình báo China mạnh nhất là tại Hầm Cầu Ba Đình Tôi nghĩ rằng tình báo họ chi phối khắp Á Châu Trừ những cái quốc gia như là Nhật Bản Thì tình báo Trung Quốc khó xâm nhập Nhưng mà ở Nam Hàn, ở Đài Loan và ở các quốc gia Á Châu Thì tình báo Hoa Nam có mặt ở khắp nơi Có mặt ở khắp nơi tại Á Châu nha rồi tiếp tục à, việt nam theo chế độ quân chủ ta lập quyền từ lâu ở gì đây không quen với hình thức liên bang áp dụng cho đất nước không anh nó no. thật sự quý vị ngày xưa từ cái thời quân chủ đó thì à, họ đã giao quyền cho một số những cái khu vực tự quản trị và chỉ à, nọc cống về triều đình mỗi năm thôi ngày xưa trong cái thời quân chủ chúng ta đã có cái hình thức đó là cái hình thức đó là cái hình thức cộng hòa bây giờ đó tức là bây giờ thành tích cộng hòa các tiểu bang vẫn phải nộp thuế cho chính quyền liên bang và chính quyền liên bang thì mỗi năm vẫn phải cấp ngân sách cho các tiểu bang nhưng mà quyền quản trị của cái uh, tiểu bang là do tiểu bang nó tự quản trị thì ngày xưa trong cái thời quân chủ chúng ta đã từng có những cái uh, vùng lãnh thổ uh, được uh, gọi là chúng ta gọi là những cái uh, những cái uh, uh, vương học tức là những cái mà uh, vua chúa ngày xưa trong đó họ cắt đất để mà họ chia cho một số những người có công có công trạng đó họ được quyền lãnh đạo khu vực đó ngày xưa trong thời quân chủ mình đã có rồi nha rồi tiếp tục vào wow. mấy đứa bạn cho nói ngày trước một số người nhập ngũ là do cuộc sống khó khăn việc này đúng không chú nhập ngũ ở đâu ở việt nam hay là ở ở nước mỹ cho nên chú không hiểu được câu hỏi của con nha nếu trung quốc và đài Lan có chiến tranh campuchia lào đứng nhìn trung quốc có tham gia Chambos Lào không có cơ hội tham gia. Tại vì cái lãnh thổ của họ ở xa nothing to do. Cái lãnh thổ của Lào nằm ở trong bao vây bởi những cái quốc gia khác. Lào không có ấy. Còn Campos nằm tuốt dưới biển Đông. Họ đâu có tham gia làm cái gì. Tôi nghĩ là họ không tham gia tại vì họ không có giá trị gì hết. Vùng lãnh thổ của họ không có liên can tới Đài Loan. Do đó họ không có tham gia. Việt Nam có hay không tôi không biết. Tại vì dầu sao nữa Việt Nam có cái khẩu khúc biển ở Hoàng Sa ở bệnh Bắc Bộ mà đi qua bên phía Đài Loan thì nó gần. Thì tôi không biết nhưng mà Lào và Campuchia thì không 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 có dính líu gì tới khu vực đó hết nha. Rồi tiếp tục à rồi, Cộng sản Việt Nam nâng giá đất kiểu này thì một tập niên nữa toàn bộ lãnh thổ Việt Nam sẽ thuộc về Trung Quốc, không còn bao nhiêu người Việt có tiền mua. Thì quý vị, quý vị nên nhớ, đôi lúc, cái này tôi nói đôi lúc thôi nha, mất nước thì mới biết được chủ quyền như thế nào và lúc đó mới có những cái cái màu sắc khác. Dưới chế độ cộng sản cai trị thì người Việt không dám phản kháng. Nhưng mà khi mà họ bị kiềm chế tất cả bởi Trung Quốc thì như thế nào? Trong lịch sử chúng ta đã có rồi. Coi lại lịch sử quý vị sẽ thấy thấy được nhiều khi dân Việt Nam mất nước rồi thì lúc đó mới ý thức được chủ quyền, lúc đó mới có những cuộc khởi nghĩa. Đôi lúc nó là như vậy đó. Bị bị tàu nó thôn tính hết rồi. Thì lúc đó mới tính chuyện khởi nghĩa Còn cái chính quyền cai trị nó bệ đạt cỡ nào Họ cũng không dám phản kháng hết nha yeah. Rồi tiếp tục à, Con năm nay 22 tuổi lao động chân tay Ở Hàn Quốc à, một tháng được 2 ngàn Con nghe kênh chú Phong nói muốn nghỉ việc để đi du học Nhưng tia con tiếc 2 ngàn một tháng Chú Phong cho con xin ý kiến Thật sự Con nếu mà con đi du học Thì sẽ tốn kém nhiều hơn Cái đó là chắc chắn Ok và con số 2000 cũng không nhỏ đâu. Có điều là con hy sinh mấy năm để con có được một cái bằng để mà cái mai này công việc con không còn ở mức 2000 nữa. Nó sẽ là 4 5 ngàn thì nó khác. Còn bây giờ con duy trì cái mức lương 2000, 10 năm sau nó cũng chỉ 2000 thôi. Thì do con chọn lựa. 10 năm sau, 20 năm sau thì con cũng chỉ có mức lương đó thôi. Còn nếu con bỏ ra mấy năm đi học, khi con có cái bằng đại học tùy theo con có BS, con có ME hay là con có PhD thì á, cái động lương của con nó nằm ở cái quy định đó rồi. Thì lúc đó con mới được thật tiếc. Còn bây giờ con tiết 2 ngàn đó, không sao cả. Tại trong cái giai đoạn khó khăn, mình kiếm được 2 ngàn không phải dễ. Mình kiếm được 2 ngàn không phải dễ. Nhưng mà rồi 10 năm sau nó cũng chỉ nằm ở mức đó thôi. Nó không lên được. Có điều, con cần thiết phải đi du học không? Có thể rút cái giờ đó ra con học online được mà con rút cái thời gian mà con à, à, rảnh ở nam hàng đó sau khi đi làm ra đó thì con có thể lên online lấy những cái lớp về part time đâu cần phải đi du học nữa đâu trong cái giai đoạn đại dịch bây giờ thì nhiều trường đã mở ra học online mà ok rồi tiếp tục à wow à, lướt qua một số những cái à rồi à tiếp tục à hình như vô đây có một số những người mà vô đây á là chào hỏi riêng tư là coi chừng bị block nha tôi nói trước đó Trung Quốc lợi dụng Olympic mùa đông à, bắt vận động viên uy hiếp thế giới tấn công Đài Loan à, à, trong thời gian tổ chức uh, uh. thứ nhất các bạn đã quá coi thường Bắc Kinh Bắc Kinh không cần thiết làm chuyện này và nếu mà Bắc Kinh mà bắt giữ vận động viên của cả cộng đồng quốc tế đó thì tự nhiên biến mình trở thành kẻ thù của cả quốc tế hả Bắc minh Bắc Kinh không có khùng tới mức như vậy mà nếu tôi đặt tập cận bệnh tôi cũng không khùng tới mức như vậy Nha yeah, ok Họ lợi dụng cái Olympic Để họ quảng bá tuyên truyền cho chế độ Thì có Nhưng mà nói là lợi dụng Olympic để bắt giữ vận động viên quốc tế hả Bắt thử đi là biết liền Bắt thử một người đi Là biết ngay Đừng Nếu là tập cân bình nó không à, Ông không ngu tới mức như vậy Để tự nhiên hy sinh nguyên cái đảng Cộng sản chỉ vì một cái điểm vô cớ là là muốn uy hiếp thế giới, bắt vợ nông viên uy hiếp được cái gì? Lúc đó không biết bao nhiêu mảnh đất Trung Quốc sẽ sẽ bị dội bom đó nha. Yeah. Rồi tiếp tục, à quân sự tư nhân đã cứu Biden ở Afghanistan. Đó không phải tổ chức quân sự tư nhân tầm bậy tầm bạ. Ok, đó là một cái tổ chức do các cựu quân nhân từng tham chiến ở Afghanistan lập ra. Họ là những người gọi là à, À, những bao ti và là một cái à, yếu nhân bảo vệ cái cơ quan gọi là cái công ty gọi là an ninh bảo vệ cho các yếu nhân họ không hề là tổ chức quân sự nhưng lúc đó là bởi vì joe biden bị kẹt và cái chiếc trực thăng bị kẹt ở vùng đồi núi quân đội hoa kỳ á thì bị vướng khá nhiều những cái à, à, những cái khó khăn cho nên mới nhờ cái tổ chức bảo vệ yếu nhân này đi cứu joe biden chứ đó đâu phải là tổ chức quân sự à, tư nhân đâu cái đó là tầm bậy tầm bạ. Đó chỉ là những cái tổ chức về, tôi đã nói là những tổ chức tư nhân là gồm những cái uh, uh, tổ chức về uh, body guy tức là bảo vệ yếu nhân, hay là cơ quan security, an ninh, hay là cái cơ quan gọi là thu, th thu thập uh, tình báo, tức là intelligence, đó, là thu thập tình báo thôi. Họ không được quyền lập quân đội ở trong nước Mỹ và ở ngoài nước Mỹ. ok, Ngay cả những cái tổ chức dân quân ở ngay tại Portland cũng đang bị bất hợp pháp họ trốn trong rừng ở Portland á nước mỹ không cho phép tập lập quân đội quân đội duy nhất chỉ có một mình chính quyền liên bang có chính quyền tiểu bang còn không có quân đội chứ đừng nói tới tới nghề mà dân chính quyền tiểu bang nước mỹ còn không có quân đội đây tất cả lực lượng vệ binh quốc gia nằm dưới tay của chính quyền liên bang ok rồi tiếp theo à wow rồi à Tổng thống Trump có ra tranh cử chủ tịch hạ viện không anh Phong à, cho Đảng Cộng hòa giành được lưỡng viện là OK. No, Tôi không nghĩ bây giờ ông đã không tuyên bố thì không kịp. Tôi không nghĩ là Tổng thống Trump ra tranh cử là bởi vì bây giờ đã bước vào tháng giêng, tức là cái mùa tranh cử primary là mùa tranh cử sơ bộ trong nội bộ các đảng đó. Thì á, nếu ra tranh cử thì ông đã ra ông đã phải tuyên bố ngay từ bây giờ rồi. 15 tây tháng giêng là cuộc rally của ông Trump ở tại Arizona thì vẫn là thúc đẩy cho các thành viên đảng Cộng hòa tranh cử tại Hạ viện thôi. Chứ không có hề tuyên bố là ổng đã tranh cử chức dân biểu. Nếu ta bây giờ tuyên bố thì đã hơi muộn rồi đó nha. Rồi tiếp tục. À... Wow. Pháp sang Việt Nam mục đích truyền giáo. Mỹ sang Việt Nam mục đích cướp với người với của. Ồ vậy hả? Ok. Vậy thì à, à, tại sao phải cầu nước Mỹ trở lại? Tại sao mở ban giao cho nước Mỹ làm gì? Ok mở ban giao cho nước mỹ với nước mỹ làm cái gì bây giờ hay là ăn ăn mài cái 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 cái, cái, cái tiền của mỹ đây nha rồi à... lúc trước tây ninh đạo cao đài có quân đội riêng đúng không anh thời dưới thời của cựu tổng thống ngô đình diệm tức là đệ nhất cộng hòa thì các giáo phái đều có quân đội riêng trong đó hòa hảo cũng có rồi cao đài cũng có người ta dân miền tây gọi là lính giáo phái thì lúc đó, đó là quý vị thân phụ của tôi đó đã từng bị kỳ thị bởi lính giáo phái bởi vì ông là dân bắc kỳ nhưng mà sau này chính tướng bảy đỏm của hòa hảo lại nhận uh, uh, thân phụ tôi là người em nuôi cho nên là lính giáo phái không dám đụng tới nhưng mà ngày xưa ở miền tây là lính giáo phái lúc đó mặc dù họ vẫn tia họ vẫn gia nhập vào cái quân đội chính quy của à, miền Nam Việt Nam sau thời ông Diệm ông Thiệu nhưng mà người ta vẫn quen miệng họ gọi là họ gọi họ là lính giáo phái là bởi vì dưới thời ông Diệm đó thì lúc đó là các đảng phái và các cái tổ chức à, à, kháng Pháp họ hình thành những cái, cái quân đội riêng của họ trong đó là có lính của Cao Đài Hòa Hảo cả, kể cả Bảy Viễn họ có quân đội riêng thì cái thời đó là thời mà chúng ta có nhiều lực lượng quân đội cho tới khi mà ông Diệm qua à, qua đời rồi ông Thiệu lên thì mới tập trung lại hết để trở thành thống nhất một cái quân đội của quân lực Việt Nam Cộng hòa nha. Yeah. Rồi tiếp tục à ở Mỹ trong giai đoạn làm thẻ xanh khi kiểm tra mình không có ở đó liệu có bị sao không anh? Cái đó là do đánh giá của Sở di trú và giải thích của các bạn. Các bạn phải giải thích tại sao các bạn không ở đó và các và sở di trú sở di trú có chấp thuận cái lời giải thích đó hay không. Đó là hai chuyện, đó là cái hai chuyện khác nhau. Và nếu như mà họ cảm họ nghi ngờ là quý vị có hành động lừa gạt thì họ sẽ tịch thu cái thẻ xanh của quý vị, vĩnh và cấm quý vị vĩnh viễn không được phép bước chân vào nước Mỹ. Nếu như quý vị có hành động lừa gạt sở di trú. Ok. Còn đã ăn thua là các bạn có bị ai báo hay không sở di trú thì họ không biết đâu nhưng mà có ai đó báo lên sở di trú thì bắt buộc họ phải làm việc nha yeah. rồi tiếp tục à wow rồi à, Biden đang khao khát lấy tiền à, đâu cho à, gì đây về tiền à, lấy đâu cho cộng sản miền bắc à, Việt Nam để cho cộng sản miền bắc này ngã về phía Hoa Kỳ thật sự quý vị trong cái chiến lược thì cái địa thế của đất nước Việt Nam rất tốt cho cái chiến lược chuyển trục về Á Châu của Hoa Kỳ Tuy nhiên thì bây giờ là cái quan điểm của Hoa Kỳ đã thay đổi. Tức là không có nhân nhượng cho Cộng sản Việt Nam nữa. Bởi vì đã cho họ 25 năm cơ hội rồi. Kể từ khi 27 năm. Kể từ khi đôi bên chính thức ban giao từ năm 1995. 27 năm họ cho phía Cộng sản Việt Nam cơ hội để thay, thay đổi cải tổ chính trị. Nhưng mà cuối cùng Cộng sản Việt Nam vẫn tránh né. Không hề cải tổ chính trị. Do đó bắt đầu từ dưới thời của ông Trump trở về sau này là những chính sách dành cho Cộng sản Việt Nam sẽ không còn ngọt ngào như giống giống như ngày xưa, sẽ không còn tất cả những cái à, gọi là những cái à, à, ưu đãi giống như ngày xưa nữa. Do đó thì à, Cộng sản Việt Nam sẽ bởi vì tôi mới nói với quý vị là sẽ đối diện với rất là nhiều thách thức trong vòng một hai thập niên tới là như vậy. Là bởi vì à, họ đã quá đủ thời gian để cho họ thay đổi nhưng cuối cùng họ vẫn tiếp tục à, tránh né và không muốn thay đổi chỉ là diện cớ này chớ kia để skill thôi do đó từ nay về sau đó là chưa chắc là họ sẽ có được những cái uh, ưu đãi đâu còn cái chính sách chuyển trục về Á Châu và Joe Biden tuyên bố cùng với Nhật là sẽ thắt chặt quan hệ kinh tế đúng tức là họ thúc đẩy cái việc mà hợp tác về kinh tế với một số quốc gia Á Châu trong đó có cộng sản Việt Nam nhưng mà họ cũng tùy theo mỗi quốc gia và có cái chính sách khác nhau ví dụ như là với Malaysia Indonesia hay là Singapore kể cả Philippines thì họ sẽ hỗ trợ hết mình. Tại vì những quốc gia này có chung một giá trị với Hoa Kỳ. Còn riêng Cộng sản Việt Nam thì không được. Là bởi vì họ sẽ bị giới hạn. Tức là ví dụ như đầu tư 1 tỷ đô la ở Singapore thì đầu tư ở Việt Nam khoảng chừng vài chục triệu tới trăm triệu thôi. Lý do là bởi vì Cộng sản Việt Nam không có chung giá trị với Hoa Kỳ. Đó là những cái gì mà tôi phân tích cho các bạn thấy. Tức là bây giờ chuyến trục về tại vì họ muốn tách rời cái phần ảnh hưởng kinh tế của các quốc gia Á Châu ra khỏi Trung Quốc. Bên cạnh xong cái việc mà họ tăng cường cái mạng lưới quân sự tại Á Châu, thì đương nhiên là Nhật, Hoa Kỳ và Anh Quốc sẽ đầu tư ngược trở lại Á Châu. Nhưng mà giống như tôi nói là họ sẽ đầu tư đầu tư chủ yếu vào những quốc gia có chung một cái giá trị với Hoa Kỳ và Anh Quốc hay là với uh, Nhật Bản chung giá trị tức là một xã hội có cái uh, uh, tôn trọng cái quyền con người và cái quyền tự do mà trong đó là cái quyền tự do về chính trị, tức là những Malaysia, Indonesia, Singapore hay là Philippines kể cả Thái Lan đều là những quốc gia có cái giá trị chung với Hoa Kỳ là một xã hội dân chủ. Còn cộng sản hay là Lào, Miến Điện sẽ trở thành và bây giờ kể cả Hun Sen nữa, bốn quốc gia này là bốn quốc gia nằm trong cái cái, cái chế độ gọi là độc tài toàn trị, không chung một cái giá trị. Họ vẫn được đầu tư nhưng số tiền rất giới hạn từ 5% cho tới 10% tối đa, không hơn được nữa so với tổng số tiền mà à, của Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh dành cho từng nước tại Á à châu. Do đó trong thời gian tới thì cộng sản sẽ dùng cái loa tuyên truyền ô oh, Mỹ sắp sửa đầu tư à, mấy chục triệu gì đó vô Việt Nam này đó. thì quý vị tôi đã thẳng với quý vị luôn. Cái đầu tư đó là nằm trong cái chiến lược của nước Mỹ và sử dụng cái tư thế của nước Nhật. Nhưng mà đối với lại các quốc gia khác thì rất là thoải mái riêng với Việt Nam thì rất là giới hạn. Vẫn có đầu tư nhưng mà rất là giới hạn. Sợ nó không tương xứng ví dụ như Malaysia có vài chục triệu, dân số Việt Nam tới 100 triệu. Dân số Philippines cũng có vài chục triệu, dân số Singapore còn ít hơn. Nhưng mà đầu tư ở những quốc gia này sẽ gấp 10 lần ở Việt Nam. Trong khi dân số Việt Nam 100 triệu thì số đầu tư rất ít ỏi. Đó là đó là bởi vì trừ khi nào cộng sản Việt Nam cải tổ chính trị. Thì lúc đó có chung giá trị với Hoa Kỳ thì lúc đó cái sự hỗ trợ của Hoa Kỳ nó mới đa dạng và nó mới rộng hơn và nó không có giới hạn nha rồi tiếp tục à wow à... lướt qua một số những cái à... à, tiếp tục à em nghĩ tổng thống Donald Trump sẽ ra tranh cử 24 lúc này Trung Quốc tấn công Đài Loan Trung Quốc rất sợ quy thế của tổng thống Trump nộ no. tôi bảo đảm với quý vị luôn và theo nhận định của các chuyên gia luôn là từ đây cho tới năm 2024 Trung Quốc sẽ thống nhất Đài Loan tức là trước khi có cuộc bầu cử tại vì năm 24 mà bầu cử đó tới tháng 11 tức là cuối năm 24 lần. cuối năm 24 lần. trong khi đó cái nhu cầu thứ nhất là tập cận bình thứ hai là Joe Biden cần có một cái chính sách để mà củng cố cái cái cái, cái tư thế của ông ta những cái những cái áp lực này những cái uh, những cái yếu tố này nó có thể dẫn tới là Đài Loan có thể bị tấn công từ đây cho tới năm 2024. Tức là trước cuộc bầu cử của Hoa Kỳ luôn. nha Rồi tiếp tục. À, wow. À. Rồi ok. À, cảm ơn công thành bùi rất là nhiều nha. Bạn còn nhắc tới cái cái đó nữa là tôi bây giờ tôi chỉ đi mua quản thôi. Nhưng mà bạn còn tiếp tục nhắc tới cái đó để quảng cáo đó. Thì tôi bắt buộc sẽ block bạn nha. Ok. Rồi tiếp tục. À. Chú Phong có cái nhìn thế nào về Đức Gia Long Nguyễn Ánh? Tại sao Cộng sản ghét ông như vậy? Bởi vì Cộng sản cướp quyền từ triều đại của nhà Nguyễn. Cho nên họ phải chụp mũ cho toàn bộ nhà Nguyễn. Đơn giản vậy thôi. Nên nhớ là chính Hồ Chí Minh đã ép cựu Hoàng Bảo Đại phải, à, phải à, từ chức, tức là phải à, thoái vị. Dùng chữ thoái vị. Chính Hồ Chí Minh là kẻ đã ép cựu Hoàng Bảo Đại thoái vị. Do đó, đối với đối với người dân Việt Nam cái xử người ta nhìn rất là rõ ràng nhưng mà cộng sản muốn xóa đi cái tội này của Hồ Chí Minh cho nên đó, họ viết sử chi chét rất nhiều về triều đại nhà Nguyễn để mà tạo cái chính danh cho Hồ Chí Minh đơn giản vậy thôi nha rồi tiếp tục à, bên Mỹ có chương trình định cư cho lao động ở Mỹ không anh Phong có nhưng mà nếu các bạn có mặt ở Mỹ thì nó dễ hơn hoặc là các bạn ở những quốc gia nằm gần Mỹ, ví dụ như Mexico hay là ở Guatemala thì dễ hơn. Còn nếu các bạn ở Tuốt Anh Bên Á Châu thì cái cơ hội các bạn là một phần ngàn. Đó, bây giờ có những người mà làm EB3 đó, tức là gạt tiền người dân Việt Nam đóng mấy chục ngàn đó. Bây giờ dân Việt Nam đi rượt đó. Ở đây tôi có một cái cô đó chảnh trẻ lắm, khoe khoang dữ lắm. Và bây giờ đang bị tiền rượt kìa đang bị à, những người đóng tiền được thì có người tốn cả trăm ngàn cho cả hai ba người trong gia đình đó tôi đã nói với quý vị rồi các công ty cần người không yes và đang trong lúc này nước mỹ thiếu nhân công trong những nhiều, nhiều lĩnh vực nữa từ lĩnh vực xây dựng cho tới đồng án nhưng mà họ cần ngay bây giờ chứ họ không có cần tới 5 năm sau hay ba năm sau do đó Bây giờ nó nói là cứ nó làm giấy tờ nội cái thủ tục sở di trú mà dành cho khu vực Á Châu không đó, quý vị đã mất hết 2 3 năm rồi. Do đó, thường thường những cái ngành này là họ nhận ai? Họ nhận ở từ ở các quốc gia ở Trung Mỹ và Nam Mỹ. Á Châu quý vị không có cửa, đừng có nằm mơ đó mà tay không bắt giặt nữa. Đừng có nằm mơ là sẽ được đi lao động qua Mỹ rồi cái được định cư. Ok. Bây giờ muốn qua Mỹ định cư đơn giản có tiền. Cái thời gian đi tị nạn không tiền hết rồi. Thời gian đó là người Mỹ chịu trách nhiệm với đồng minh, cựu đồng minh. Cho nên những thành phần như chúng tôi cái thời gian của à, 80, 90 hay là 70 thì chúng tôi thuộc dạng gọi là tay không bắt giặc Được định cư tại Mỹ mà không mất một đồng nào hết. Nhưng mà chúng tôi trả giá bằng sinh mạng của mình trên biển. Còn bây giờ cái, cái giai đoạn đó đã qua rồi. Vĩnh viễn sẽ không có nữa đâu. Do đó muốn qua Mỹ trừ phi là có tiền trừ phi là có tiền còn không tiền thì đừng có nằm mơ nếu mà quý vị là phụ nữ thì còn đỡ một chút tức là có một ông nào đó về cưới còn lại nếu mà là nam giới thì đừng có nằm mơ tại vì phụ nữ bên mỹ không có quẩn đâu kiếm một người không tiền không bằng cấp không có con khỉ gì hết ở việt nam cưới qua đây làm chồng cho nên đừng có nằm mơ mấy chuyện này nữa nha rồi tiếp tục à... wow nếu đánh giá ngắn gọn theo phong tại sao cộng sản việt nam vẫn tồn tại và các thị đơn giản thôi tại vì họ thành công trong cái chính sách tẩy não và dùng cái vũ lực để uy hiếp dùng cái bạo lực để đe dọa đó là cái cái điểm chính sự tồn tại của cộng sản thôi nha rồi tiếp tục à, đầu tư tại việt nam ngày có ngày tiền nó nó là bị giúp đỡ trung quốc như uh, vụ uh, ok thật sự quý vị tôi đã từng nói với quý vị rất nhiều lần là các công ty ở nước ngoài đó họ không quan tâm tới vấn đề chính trị nhiều họ không biết được cộng sản ra sao hết thì họ cứ thấy ở okay, kệ ví dụ như là tôi là nhà nước cộng sản tôi đại diện tôi gửi lên ô oh, chúng tôi có cái thị trường 100 triệu dân chúng tôi có giá nhân công rẻ gấp 1 phần 10 nước mỹ chúng tôi lại có chính sách ưu đãi đất đai cho quý vị nếu quý vị đầu tư vào thì nếu là công ty tôi đâu có nhìn tới vấn đề cộng sản hay cộng hòa hay là chờ chính trị nữa em tôi chỉ nhìn thấy cái quyền lợi à, cái cái điều này được thì tôi bỏ tiền ra nhưng mà khi nhúng vô rồi thì có những công ty đó họ biết cách làm thì họ còn duy trì được còn có những công ty vừa nhúng vô được nửa năm năm là bỏ chạy rồi khi mà gặp nguyên cái hệ thống hành chánh của nó thì đương nhiên là cái chuyện đó là cái chuyện mà xảy ra thứ hai nữa là gì là bên bộ ngoại giao bởi vì những cái công ty lớn họ phải associate với bộ ngoại giao nhiều khi bộ ngoại giao tranh thủ cho họ cái một cái quyền lợi ở một nước khác thì đổi lại bộ ngoại giao lại yêu cầu họ giúp cho cái nước này chút 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 thì các công ty nảy mặt mở cái công xưởng bên đó đại khái như vậy cái đó là cái cái cách mà làm việc nha rồi tiếp tục wow à anh phong ok giới trẻ bên mỹ có đảng dân chủ tại não không anh đang bị tại não thâu hết đã bị tẩy não từ trong trường học bây giờ tất cả những giáo sư dạy học ở ở tại Cali thôi là hầu hết là thành phần trí thức cánh tả cho nên nó nó dùng tất cả những giáo án nó dạy cho mấy đứa nhỏ là nó tẩy não hết cho nên mấy đứa nhỏ ra quý vị thấy từ tuổi mười mấy tuổi mười sáu mười bảy tuổi cho tới hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi á là hầu hết là tám mươi phần trăm nó chạy theo đảng dân chủ tại vì cái giảng dạy từ trong trường học từ những cái quy tắc đặt ra cho tới những cái cách giảng dạy và giáo trình giảng dạy đó là nó làm cho mấy đứa nhỏ nghĩ rằng là đảng Dân Chủ tốt. Cho tới khi mà mấy đứa nhỏ sau 10 năm, 15 năm lăn ra xã hội sau khi tốt nghiệp rồi đó. Bắt đầu đi kiếm tiền rồi đó. Bắt đầu chứng kiến được những cái bất công rồi. Bắt đầu có tài sản rồi đó. Thì lúc đó họ mới biết được là hồi trẻ nó bị bị lừa, bị gạt. Tại cuối cùng không có gì miễn phí trên đời này cả. Họ lấy tiền của người này họ sang sẻ qua người khác thôi. Đó là cái quy tắc là, à, làm việc của đảng Dân Chủ. Họ không có kích động và sáng tạo ra tài sản. Mà họ chỉ lấy tiền của nhóm người này, họ sang sẻ qua nhóm người khác thôi. Mà họ gọi là miễn phí, nha. Yeah. Rồi tiếp tục. À, wow. Sử của quy Cộng chỉ có tuyên truyền, hầu như không ai tin. Do đó, do đó, đôi lúc tôi đề cập tới vấn đề lịch sử. Có nhiều bạn trẻ không biết. Có nhiều bạn trẻ không biết. Họ không tưởng tượng được là có những cái điều này Là bởi vì sự Cộng sản có bao giờ nhắc tới đâu Ngay cả những cái đề thi lịch sử của Việt Nam Toàn là nói về chuyện của Cộng sản không à Có bao giờ mà đề thi lịch sử Mà nói về chuyện của nhà Lý, nhà Trần Hai bà Trưng, bà Triệu không Không có Tất cả các câu hỏi liên quan tới thiên lịch sử Ở Việt Nam là đều là cái gì Là đều là đảng Cộng sản hết nha Chống Pháp rồi chống Mỹ Rồi tiếp tục À Wow, à, lướt qua một số những cái à... ở việt nam không mua bảo hiểm nhân thọ nào cả toàn lừa đảo không à tôi từng là nhân viên bảo hiểm nhân thọ mà còn bị lừa nè ở mỹ cũng vậy ở mỹ cũng vậy có điều là ở mỹ thì nó đánh vào cái tâm lý là đề phòng lúc mình qua đời thì cái tiền đó sẽ giúp cho con em của mình là một thứ hai nữa là có tiền lo cho cái tang chế của mình là hai thì ở mỹ này họ vẫn là họ vẫn lợi dụng cái truyền thống của người á châu để họ bán bảo hiểm nhân thọ nhưng mà quý vị tôi nói thật luôn giới trẻ ở mỹ họ không có muốn à, hưởng tiền của người khác đa số người dân mỹ là cái tinh thần độc lập nhiều tức là cha mẹ để tài sản cho con nó còn không muốn nhận chứ đừng nói tới cái việc mà là chờ cha mẹ chết để lãnh bảo hiểm nhân thọ không có đâu ít lắm những trường hợp đó là những cái trường hợp gọi là hiếm hoi lắm còn ở mỹ này đó quý vị cha mẹ để tài sản lại á nó không muốn nhận tại nhận vô á là phải đóng thuế hàng năm phải đóng thuế nữa bán á thì coi như bị chém hết thuế rồi rồi á không bán á thì phải bỏ tiền maintenance và mỗi năm phải đóng thuế nữa cho nên đó đám trẻ nó không muốn nhận là như vậy thì kể cả tài sản nó còn không muốn nhận chứ đừng tới bảo hiểm nhân thọ còn bên Việt Nam thì các bạn nghe lời dụ các bạn đáng chịu nha rồi à wow nước nga là cường quốc cân quân sự nhưng kinh tế nga thì không trở thành cường quốc vậy đơn giản thôi đáng lý ra mỗi một quốc gia khi chuyển đổi từ một cái chế độ độc tài toàn trị qua một cái sầu dân chủ thì nó mất một khoảng thời gian ngắn hay ngắn bị hỗn loạn thì à, nước nga lúc mà ông Giao sinh làm tổng thống thì nước Nga đã không vượt qua được cái chuyện này. Lúc đó tham nhũng tràn lan. Thì tại vì nó nhiễu nhương trong cái lúc mà chuyển đổi từ một cái thể chế này qua một thể chế khác. Nó xảy ra những cái tình trạng nhiễu nhương, tham nhũng, lạm quyền, tội ác tăng. Đó là cái cái tình hình chung của tất cả các quốc gia chuyển đổi từ một thể chế này qua một thể chế khác. Nó sẽ có một cái giai đoạn ngắn, hỗn loạn. Nước Nga vừa không không được. Cho nên cuối cùng họ chọn lại Putin. Và khi chọn lại Putin thì Putin tuy rằng là ông ta dùng cái thái độ sắc máu độc quyền và độc tài để mà chấn chỉnh cái uh, kỷ cương của nước Nga nhưng mà chính những cái này vi phạm rất trầm trọng vào nhân quyền và đã bị uh, trừng phạt bởi các quốc gia tây phương mà khi bị trừng phạt tức là quý vị xuất cảng hàng hóa không được nhiều thì do đó không thể thành thành cường quốc kinh tế là như vậy giải thích cho quý vị rõ là tại sao không trở thành cường quốc kinh tế là bởi vì nước Nga bị trở ngại cái vấn đề này nha rồi <laughs> Nước nào ngay cửa ngõ Trung Quốc là đồng minh của Hoa Kỳ? Đó Nhật Bản và Nam Hàn và Đài Loan. Ba quốc gia này là nằm ngay cái cửa ngõ trận ra chặn Trung Quốc ra Thái Bình Dương là đồng minh của Hoa Kỳ đó nha. Yeah. Rồi tiếp tục à. Rồi à, lịch sử ngày nay cô giáo nhắc đến nhân vật à, à, đến nhân vật thôi. À, mấy cháu nhỏ à, gì con ông anh cháu học online cô giáo ca tụng ghê lắm nghe phát sốt thì tôi nói với quý vị nghe là cái chế độ giáo dục tẩy não nó là như vậy do đó nhiều đứa trẻ việt nam và kể cả, cả sinh viên việt nam ra trường không biết gì hết ngu ngu ngơ ngơ nói về chính trị mát lê thì nó ngồi nó cãi từ sáng tới chiều mà nói về chuyên môn nó ngu ngu ngơ ngơ nó không biết gì hết những người nào biết là chỉ nhờ vào à, tìm hiểu các cái tin tức khác ở trên online đặc biệt là google hay là youtube thì mới còn còn trả lời được còn nếu mà sinh viên mà tốt nghiệp từ trong cái, cái cái giáo trình của cộng sản giảng dạy ở ngay trong trường học bước ra đường là cái như ngu ngơ hết không biết gì hết không biết gì hết ở mỹ chúng tôi đó quý vị vào đại học rất dễ dàng ai cũng vào đại học được hết nhưng ra đại học tốt nghiệp đại học là cả một vấn đề còn ở cộng sản việt nam thì ngược lại thi vào đại học đó, thì nó khó dần trời lắm nhưng mà đó, vô tới nơi rồi đó là ngồi ngồi gãi ngồi gãi đùi chờ 4 năm sau tốt nghiệp thôi nó khác nhau chỗ này nha yeah. rồi à wow à tổng thống dương văn minh có phải tổng thống hợp pháp theo hiến pháp việt nam cộng hòa tại điểm đó không anh phong lúc đó thì theo nguyên tắc ông ta vẫn hợp pháp tại vì nhường chơi cái ông ta đã được nhường lại cái chức vụ tổng thống thì khi nhường lại như vậy thì ông ta có cái quyền hiến pháp và ông ta là tổng tư lĩnh thì về mặt hiến pháp nó không có gì sai 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 cả có điều cái quyết định của ông ta nó dẫn tới cái sự bất tử của miền Nam là một cái sai lầm của ông ta và một cái người dân miền Nam coi đó là một cái tội ác nha. Rồi tiếp tục cái à, okay. à. Wow. Nhiều người dân sinh ra ở Sài Gòn mà còn tiếp xúc còn họ không ưa dân người Bắc sau 75. Thật sự quý vị, cái khái niệm Nam Bắc đó là do cộng sản không phải do chúng ta. Những người Bắc năm tư vào miền Nam vẫn được sự chấp thuận của người dân Việt Nam. Lúc đầu thì họ nghe cái giọng Bắc họ có chịu Họ có sự cái sự phân biệt Nhưng mà lâu dài thì họ rất là quý mến người miền Nam Bằng chứng là thân, ph thân phụ tôi tôi nói rồi đó Lúc mà ông mới được biệt phái xuống Cần Thơ Thì làm giáo phái nghe giọng Bắc là họ không ưa rồi Nhưng mà rồi cái vài tháng khi mà sinh hoạt chung rồi Thì họ lại mến tới mức mà ông tướng bảy đỡm của ông Hòa Hảo Còn nhận thân phụ tôi làm em nuôi mà Thì do đó không có cái việc gọi là kỳ thị Nhưng mà cái lối giáo dục của Cộng sản ở ngoài Bắc nó làm cho người dân miền Nam nhìn thấy người miền Bắc giống như một quái thai. Là do cái lối giáo dục của Cộng sản ở ngoài Bắc. Do đó, người miền Nam càng lúc càng có cái sự đối kỵ rất lớn đối với người miền Bắc. Là họ không chấp nhận được cái văn hóa đó. Đó là cái do cái do cái lối Cộng sản giáo dục mà ra ở ngoài Bắc. Và bây giờ nó lôi luôn cả miền Nam. Do đó bây giờ quý vị thấy tại sao cái văn hóa chửi thề nó nhiều. Đó chính là cái lối giáo dục bế tắc ở ngoài Bắc. Nha. Yeah. Rồi cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều gần 12.000 người đang coi bên YouTube con số rất là kích lệ. Một lát nữa Phong sẽ trở lại với phần à, tin thời sự. Xin quý vị nhớ đón nghe và theo dõi và cảm ơn tất cả mọi người tham dự và đừng quên là sẽ tham gia vào trong cái chương trình chúc Tết của TNP Channel và Phượng Mai Official. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.